Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục bản tin hôm nay của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ cập nhật được cho mình những thông tin hữu ích nhất. Đừng quên nhấn like để ủng hộ cho chúng tôi và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào quý vị nha. Sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bị nghi ngờ ghép ảnh giả trân cùng mũi trưởng Long, hậu hoàng tôn ngay bằng chứng khẳng định ảnh truy 100%. Sau nhập ngũ vừa lên sóng tập cuối vào ngày 21 tháng 3 vừa qua, kết thúc hành trình dài 4 tháng phát sóng. Bên cạnh những bài đăng dài cảm ơn chương trình cùng đồng đội, Hậu Hoàng mới đây đã thực hiện lời hứa cùng các fan, đăng ảnh cùng mũi trưởng Long khi show kết thúc. Bài đăng của Hậu Hoàng với hai bức ảnh cùng mũi trưởng Long nhanh chóng đạt số like khủng chỉ sau vài giờ đăng tải, được fan rầm rộ chia sẻ vì quá đáng yêu. Trong số đó, bức ảnh đầu tiên bị fan nghi ngờ là sản phẩm Photoshop của Hậu Hoàng, cũng bởi khoảnh khắc tánh nhạc chế chân không chạm đất, cười khá tươi và dáng đứng chuẩn. Trước thắc mắc của các fan, Hậu Hoàng đã tu ngay bằng chứng là khoảnh khắc chứng minh đây là ảnh truy 100%. Trong clip hậu hoàng phải cố gắng canh dáng chuẩn, bật nhảy cao để ra bức ảnh đáng yêu thế này, mỗi trưởng long cũng phối hợp ăn ý cùng thánh nhạc chế khi cô vừa bật lên. Thuyền mũi trưởng long và hậu hoàng chìm, fan ngang ngược lái tàu ngầm, Mới đây, trả lời một phương tiện truyền thông về mối quan hệ thuyền bè với mũi trưởng Long, Hậu Hoàng xác nhận cả hai hiện là đồng đội. Chúng mình gọi nhau là thằng bạn, hoặc mình gọi Long là chị em thứ 12. Long cũng gọi mình là thằng em trai nữa. Hậu nói, thấy phim giả mãi không thành thật, lại thêm nguy cơ lực ngày càng cao. Tức quá, các thuyền viên Long và Hậu thề, còn thở là còn đẩy thuyền, nhưng sẽ chuyển sang chế độ lái tàu ngầm. Nhất là khi Hậu Hoàng chia sẻ, Lúc chúng mình mới xuất ngủ về cũng thoải mái tương tác lắm, trêu nhau này kia nhưng giờ từng hành động, từng bình luận cũng phải hạn chế lại. Thấy vậy, các fan của cặp đôi rủ nhau không ship cuồng nhiệt công khai nữa, do chuyển sang ship âm thầm và văn minh, để hai người tự nhiên là điều tốt nhất, chứ không đến cậu lương cũng chẳng có mà ăn. Một fan viết: "Con netizen bình luận súng bên súng, đầu sát bên đầu, đem rét chung chân thành đôi tri kỷ, quả nhiên là đồng chí." "Ơ, ừ, hai bạn gọi nhau là thằng bạn à?" Em thấy avatar của mũi trưởng lông ghi cáp là thằng bạn nó thích thì mình chiều thôi. Giống Khởi My và Kevin Khánh cũng mỗi nhau bằng hai thằng đàn ông, rồi cưới nhau lúc nào không biết. Sau nhập ngủ, hậu hoàng bị nam thư tố nằm vùng trong hội đẩy thuyền với mũi trưởng long, chính chủ thừa nhận hay đầu fanfic Mới đây thông tin mũi trưởng long công khai việc từng ly hôn gây ồn ào. Hậu hoàng ngay lập tức cùng hội chị em lên tiếng ăn ủi động viên. Thậm chí cô nàng có hẳn một bình luận dài để nói về mối quan hệ giữa mình và đồng chí mũi trưởng trên fanpage chính thức của sao nhập ngũ. Đồng thời tuyên bố vẫn muốn được đẩy thuyền bất chấp những lầm sầm bổ vai mũi trưởng long. Không lâu sau đó, dòng bình luận có hậu hoàng cũng được fanpage chương trình chụp lại và đăng tải. Lúc này, nam thư bất ngờ để lại dòng bình luận tốt hậu hoàng đang nằm vùng trong rấp đẩy thuyền với mũi trưởng long. Bị tố khá bất ngờ, hậu hoàng đành tiết lộ hay vào rớp đẩy thuyền để đọc fan viết mà Phan hay viết cho cô với mũi trưởng Long. Việc hậu hoàng âm thầm lấy một tài khoản khác để vào xem dân tình đang bàn tán những gì, khiến fan vô cùng thích thú vì biết được cô nàng rất quan tâm đến việc đẩy thuyền với mũi trưởng Long. Sau nhập ngũ năm 2020, nhá hàng tập 16, hậu hoàng bị đánh tê tả, Diệu Nhi sương sỉa với ai thế kia. Như đã đưa tin trước đó, ekip sau nhập ngũ năm 2020 đã quyết định sẽ phát sóng thêm tập đặc biệt, tập 16 với những cảnh quay chưa từng được lên sóng, hứa hẹn rằng tập phát sóng đặc biệt này sẽ hấp dẫn không hề thua kém tập 15 đã chiếu. Trong tập 15, các mỹ nhân đã hoàn thành chặng đường hành quân lắm gian nan cực khổ, giữa trời tiết nóng, dưới ánh nắng mặt trời chói chang, các cô gái khuân vác trên người những chiếc ba lô nặng hàng chục ký, vừa hành quân vừa khẩn trương quan sát động thái của kẻ địch khi cần thiết phải lập tức vào trạng thái chiến đấu, quả thật chẳng dễ dàng chút nào. Theo đó, ekip đã nhá hàng đôi ba bức ảnh về những cảnh sẽ xuất hiện trong tập 16. Ngày thực hiện nhiệm vụ hành quân là ngày thứ sáu các cô gái sinh hoạt trong quân đội. Hành quân từ sáng đến trưa, nhưng dàn nữ chiến sĩ sẽ không được phép lơ là buông bỏ nhiệm vụ rèn luyện thể chất mỗi ngày. Thoạt nhìn thì đây có lẽ là một cảnh tập luyện bình thường như bao ngày trước, nhưng tên ý một chút sẽ thấy đồng chí giảng viên là một người xa lạ, không phải là mỗi trưởng, cũng không phải là đồng chí vương. Hay đồng chí Thanh đã dạy trước đó? Ở một cảnh khác, Diệu Nhi đang mặc trên người bộ trang phục bảo hộ khi đám boxing. Nhưng đáng chú ý hơn cả là vẻ mặt sương siêu của Thánh Lầy Lội. Ai đã làm gì Diệu Nhi mà cô nàng biểu môi, lộ vẻ hung dữ để đe dọa thế kia? Và với việc mặc trên người bộ trang phục bảo hộ như thế này, thì Diệu Nhi đang chuẩn bị đánh ai? Là một trong những mỹ nhân của sao nhập ngũ năm 2020 hay là kẻ địch như một số nhiệm vụ trước đây? Hậu hoàng thì đầu tóc bù xù, hậu hoàng thì đầu tóc bù xù, có vẻ như vừa trải qua một trận đánh tơi bời bởi chiếc mũ bảo hộ cũng bay đi đâu mất. Khánh Vân, Dung Hoàng Yến thì lao vào để bảo vệ cô nàng. Không biết ai là người chiến đấu cùng đồng chí Thúy Hậu nhìn te tua thế kia. Sau nhập ngủ, giữa lầm sầm, hậu hoàng vẫn vui vẻ đăng video nhảy nhúng với mũi trưởng long khiến fan thích thú trong chương trình Sao Nhập Ngũ, mũi trưởng Long là người trực tiếp quản lý dàn khách mời nữ đình đám như Nam Thư, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến. Bởi thế nên tất tần tật mọi thông tin về chàng trai này được khán giả quan tâm chẳng kém cảnh bất cứ sao việc nào. Tối ngày 17 tháng 3, thông tin mũi trưởng Long bất ngờ công khai bản thân từng lấy vợ có con, nhưng hiện tại đã ly hôn khiến dân mạng xôn xao. Việc mũi trưởng Long bị soi mói quá nhiều về đời tư cũng khiến dàn sao nữ phải lên tiếng bên vực trong đó có hậu hoàng người được đẩy thuyền với anh chàng mỗi trưởng này gạt bỏ những lầm sầm bổ vây hậu hoàng vẫn vui vẻ đăng tải đoạn video nhún nhảy cùng mũi trưởng long khánh vân và những đồng chí từng cùng cô ghi hình cho chương trình sao nhập ngũ nhìn thoáng qua khán giả cũng đoán được đoạn clip này đã được quay cách đây vài ngày khi hậu hoàng và khánh vân quay lại quân ngũ để thăm đơn vị Xem đoạn clip, nhiều khán giả không nhịn được cười trước biểu cảm vụng về của mũi trưởng Long. Anh chàng ham vui nhún nhảy với mọi người, tuy nhiên vì không thuộc bài nên sau đó mũi trưởng chỉ biết lắc đầu xem đồng đội quay tiktok. Bồi hồi vì tập 15 sau nhập ngũ kết thúc, Hậu Hoàng và Khánh Vân bắt xe vào đơn vị thăm các đồng đội. Trong tập 15 sau nhập ngũ năm 2020 phát sóng vừa qua, khán giả đã được chứng kiến chặng đường hành quân nhiều gian nan, thử thách của các cô gái. Trên đoạn đường đó, thứ giúp họ đi đến đường cùng không phải là đôi chân nữa mà là ý chí kiên định vững chãi và sự quyết tâm cực kỳ lớn để vượt qua mọi đau đớn thể xác khi hoàn thành một chặng đường dài khánh vân chia sẻ tôi cũng không hiểu vì sao tôi có thể lết được về đây tôi thấy thương bộ đội mình quá ăn một bữa ăn thôi cũng không được đàng hoàng tử tế vừa nói khánh vân vừa khóc nấc lên vì xúc động nàng trà long cũng gửi lời cảm ơn đến những người đồng đội dù sức khỏe cô yếu nhưng chưa bao giờ bỏ rơi cô trên suốt đoạn đường hành quân Chính bởi nhờ những nhiệm vụ như thế này đây, mà cả 6 đồng chí chiến sĩ mới cùng mỗi trưởng và những chiến sĩ cũ đã có thể trở thành những người bạn tốt thật sự, dù rằng họ chỉ mới quen biết được vài ngày. Sau khi chuyến nhập ngũ kết thúc, Khánh Vân và Hậu Hoàng cùng các chị em trở về nhà nhưng vẫn giữ mối quan hệ cực tốt với những người đồng đội trong đơn vị. Theo Khánh Vân từng chia sẻ, họ thậm chí còn có group chát chung để cùng chia sẻ những điều vui vẻ, thú vị gặp mỗi ngày. Trở lại với sau nhập ngũ năm 2020 tập 15, Khánh Vân và Hậu Hoàng sau khi xem lại tập hành quân gian khổ này đã cảm thấy rất nhớ những đồng chí chiến sĩ từng chiến đấu cùng mình. Vậy nên hai cô nàng chẳng cần suy nghĩ nhiều, cứ thế mà bắt xe đi thẳng vào trong quân đội để tạo thành chiến thăm bất ngờ cho đơn vị. Trở lại doanh trại, Hậu Hoàng ngồi ăn cạnh mũi trưởng Long, Khánh Vân tình tứ bên chú Ngạn pha ke. Sau nhập ngũ năm 2020 đã kết thúc việc ghi hình từ lâu, nhưng dư âm mà chương trình để lại trong các nhân vật tham gia chắc chắn sẽ còn mãi. Chính vì quá nhớ 7 ngày sống trong quân ngũ nên mới đây, đôi bạn thân Hậu Hoàng và Khánh Vân đã cùng bắt xe vào doanh trại thăm các đồng đội. Tại đây, họ được gặp đầy đủ từ mũi trưởng Long, chú Ngạn Pha Ke, đồng chí Toàn cho đến đồng chí Thơm chung Phòng. Hai cô gái đã được chiêu đãi mì gói và bim bim, rồi cùng đồng đội lưu lại những khoảnh khắc cực kỳ lầy lội trong doanh trại. Chuyến đi này hẳn sẽ khiến các chị em còn lại như Nam Thư, Diệu Nhi, Dương Hoàng Yến, Kỳ Duyên ghen tị đấy.